ta lại gặp nhau trong mùa dịch. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một mẫu loa mới. Bên ngoài chúng ta sẽ thấy có bọc da, hai đường chỉ mày, khá là nổi bật, sang trọng. Nhưng mà nó nổi bật theo không kiểu, không phải theo kiểu là màu mè, mà nó nổi bật theo kiểu giống như là con nhà giàu vậy đó. Phía sau chúng ta có một dây đeo bằng da như thế này. Mà cái này thì chắc không đeo đâu, xách thôi. Ok, cũng khá nặng đấy. Cái này con trai xách được, còn con gái thì chắc sẽ phải cầm hai tay. Một tay thì hơi nặng, hoặc là cần có anh hàng xóm qua xách hộ. Chúng ta sẽ có hai lỗ để micro ở đây. Mẫu loa này thì đi kèm với chúng ta phụ kiện là gồm có adapter sạc, một remote nhìn rất là xịn sò luôn, hai micro UHF. Đây là một mẫu loa mini xách tay chuyên về lời ca tiếng hát trong phân khúc karaoke thượng lưu, dành cho những ai có kinh tế cao, phù hợp nhất đối với những ai có nhà phố nhỏ, chung cư, văn phòng, dùng để giải trí, nghe nhạc theo gu chủ yếu là acoustic. Và nó phù hợp cho những ai mà chúng ta thích ca hát, chứ không phải là phù hợp cho những người mà thích quẩy đập nhạc rồi quẩy banh nóc, là nó không phù hợp cho cái gu đó đâu cả nhà nha. Chỉ có một điều là mình hơi buồn ở vấn đề là tuy là mẫu giá cao nhưng mà micro của chúng ta lại làm bằng nhựa. Mặc dù nó là micro UHF nhưng mà làm bằng nhựa, và nó không có khả năng điều chỉnh tần số nha, theo như mình thấy là vậy. Nó chỉ có tần số UHF riêng của nó thôi. Rồi, điểm đặc biệt tiếp theo chúng ta sẽ thấy nè, mặt lưới được thiết kế khá là, gọi là sao ta, nó mềm mại, và nó có mấy cái bông hoa đây, dành cho những ai thích sự lãng mạn. Mình thấy cái này là bông hoa hay là cái con ốc quạng mình cũng không rõ ha. Rồi, tùy theo góc nhìn của chúng ta, bên trong chúng ta có một cái lớp màng. Đây là một cái lớp màng để mà nó bảo bọc cái nó không có để bụi vào trong đó cả nha. Rồi, cái điểm nhấn mà mình thích nhất của cái mẫu này đó là cái đèn, cái mặt led này nó nằm ngay đây. Một cái thiết kế mà xưa giờ mình chưa thấy bao giờ hết. Và thiết kế này khá hay, cả nhà mình thấy không? Thông thường cái mặt led nó nằm ở trên, nhưng mà cái mặt led này là đi thiết kế ngay cái chỗ này. Nó tạo một cái sự cực kỳ khác biệt đối với những cái mẫu loa trong một phân khúc luôn. Và mẫu loa này có giá là 3.950.000 đồng. Mẫu loa này có model là Lantin VX0576 nha cả nhà. Rồi, điểm đặc biệt thứ hai mà mình thấy rất là kỳ lạ ở mẫu loa này, cũng như là nó khiến như mình cực kỳ thích thú, đó là gì? Ở trên bộ phận chỉnh của chúng ta chỉ có 5 nút giống như các loa thông thường, nhưng nó không hề bình thường tí nào. Nút nguồn không có nút nguồn riêng mà nó kết hợp luôn với nút volume chỉnh. Đây, nó có cái tiếng kêu cả nhà thấy không? Mình quay cái nắp này là mở nguồn. Cái thứ hai đó là micro có đuôi reverse rất rõ, ngân vang, và nó không cần có nút chỉnh reverse. Đây, nó gọi là nó điều tiết chung với cái nút eco luôn á. Ở đây thì nó có cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Hoa cho chúng ta luôn. Chúng ta có nút mode nè, lùi tạm dừng. Nút tone này thì khá là thú vị. Đó là chúng ta sẽ điều chỉnh thay đổi cái giọng nói của mình. Giờ mình thử cho chúng ta xem nha. Mình tắt eco trước rồi đã. Alo. Mình bấm nè. Alo. 1, 2. Cái này mà hù con nít là hơi bị đã luôn á. Đặc biệt là khi mà tối mà chúng ta, mà nhà chúng ta có trộm, mà chúng ta ở trong góc mà chúng ta như vậy thì thôi, chứ không thằng nào dám phá cửa đâu. Alo. Rồi, tiếp nè. Alo. 1, 2, 3. Đây là dành cho những ai chúng ta có khát khao chuyển giới nhưng mà chúng ta chưa có tiền làm, thì chúng ta thử xài tạm cái này, không sách đi đâu cũng dùng hết á, là ok. Gọi là đúng chuẩn tông luôn. Vâng, và lời nói đầu tiên thì audio hay, xin kính chào cả nhà. Nghe sướng không? Đây là music sạc karaoke, thì cái nút này là nó dùng để nó tắt, gọi là nó tắt cái lời bài hát á. Khi mà chúng ta có cái niềm đam mê hát những cái bài nhạc mới mà nó chưa có cái beat karaoke trên YouTube hoặc là ở đâu đó, thì chúng ta chỉ cần mở cái bài nhạc gốc và chúng ta bấm cái nút này là nó sẽ tắt cái lời đi để chúng ta xài đỡ cái beat đó. Nhưng mà cái độ hay nó sẽ không bằng những cái beat chuẩn nó ra rồi, đó là điều tất nhiên. Ở đây chúng ta sẽ có hai cổng cắm mic được mạ vàng khá là đẹp. Rồi, tiếp theo là cổng sạc, nguồn ra, thẻ nhớ và gọi là cắm USB. Đây là cổng line để chúng ta có thể ra các thiết bị khác. Mẫu loa này được bảo hành cho chúng ta là bình ắc quy là 6 tháng, micro 6 tháng và bo mạch là 12 tháng. Ở đây dung lượng, gọi là dung lượng điện trữ của nó là 5A nha cả nhà. 5A thì xài khá lâu đó. Tiếp theo, Tám Biệt sẽ hát thử một đoạn chay cho cả nhà mình nghe và thử một đoạn nhạc nhỏ để chúng ta cùng nhau gác tất cả các muộn phiền qua một bên và thưởng thức.
âm thanh tuyệt vời của mẫu loa này. Thiết tha qua tâm tư chốn mộng chốn mơ, vì tình sắc lên môi đưa mấy tuổi yêu vẫn chừng. Có thể dễ dàng cảm thấy được là cái công suất của nó lớn, mặc dù thiết kế của mẫu loa nhỏ. Đây là một cái thiết kế ma trận âm thanh rất là khó, không hề đơn giản một tí nào đối với những người sản xuất loa. Cái loa lớn công suất lớn rất là dễ, nhưng cái loa nhỏ để thiết kế công suất lớn rất là khó. Đặc biệt cái điểm khó kinh khủng hơn đó là nó nhỏ nhưng thiết kế được bass, so bass nó căng, gọi là cái bass nó có độ đánh nó căng mọng và nó đánh xa cả nhà. Cái mẫu này nó phù hợp là chúng ta ngồi nghe xa mà vẫn cảm thấy cái bass rất là căng luôn, chép cũng mạnh nữa. Đó, đây là những cái điểm khá nổi bật của mẫu loa này. Rồi tiếp theo mình sẽ thử micro. Đây mình để cái micro này, cái âm lượng hiện tại mình để này, chúng ta thấy này, nó 70%. Trong khi mà đứng như vậy, mà cái độ chống hú của nó này, đó, chúng ta chẳng có ai mà hát kiểu này luôn á, mà để như vậy nó còn không hú. Đâu buồn chẳng phải khi người bỏ anh đi, vì khi yêu thương phôi phai anh biết làm gì. Chuyện đến sẽ đến chẳng như ta vẫn nghĩ. Cho mình xin 30 giây quảng cáo thôi. Khi mà cả nhà chúng ta mua loa tại Tâm Việt thì chúng ta sẽ có những cái hữu ích và những cái ưu đãi nè. Đầu tiên là Tâm Việt bao thu cũ đổi mới trọn đời. Có nghĩa là gì? Chúng ta mua loa, chúng ta dùng một lúc chúng ta chán rồi, chúng ta mang đến Tâm Việt, chúng ta cho Tâm Việt thu lại và đổi cái mẫu loa mới về để chúng ta dùng. Cái thứ hai đó là Tâm Việt bao đổi lên đến 30 ngày. Đó là bao đổi 30 ngày mà không cần bất kỳ lý do nào, không lý do, muốn là đổi. Vấn đề thứ ba, sản phẩm tại Tâm Việt được kiểm tra qua quy trình rất là nghiêm ngặt, cả về ngoại hình cũng như chất lượng âm thanh, để đảm bảo rằng sản phẩm khi đưa đến tay khách hàng hạn chế tối đa lỗi. Hàng tại Tâm Việt là sản phẩm chính hãng, và nếu khách hàng nào phát hiện sản phẩm tại Tâm Việt là hàng nhái, hàng giả thì Tâm Việt sẽ tặng kèm cho khách hàng đó 20 triệu tiền mặt. Tâm Việt cam kết phục vụ, bảo hành và hỗ trợ nhiệt tình cho khách hàng, kể cả trước khi mua và sau khi mua. Cả nhà đừng quên bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ Tâm Việt nhé. Nếu mà chúng ta có những cái ý kiến gì, những thắc mắc, những cái bình luận đánh giá nào về mẫu loa này, hãy cùng bình luận xuống bên dưới nha. Bye bye cả nhà và hẹn gặp lại. Truy cập bằng điện thoại, truy cập bằng máy tính, truy cập web chuyên gia, truy cập website đại diện uy tín.